đó là lý do tại sao mà con hàng này để thua cả năm trận gần nhất thì họ dẫn trước với tỷ số 1-0. Đây rồi, bóng cấm phải cứu góc cả Soyuin, đó là bất lý không? Soyuin và Chipio lại là kê vẫn một bài các bạn, đủ ba. Đó là Richardson vẫn một bài quen thuộc. Two.